bao lời thề hứa bên nhau chẳng khi nào rời xa. Dù là nhiều lúc sóng gió hay khi thất vọng, niềm tin luôn vững trong tim rồi ta sẽ vượt qua. Xin tình yêu Thiên Chúa ở cùng với chúng con hôm nay và mãi mãi. Ngày ta hạnh phúc tay đang trong tay, muôn hoa thắm đón ta đến với Ngài. Ta nhìn nhau hứa trọn đời cùng nhau ta sánh vai, dù cho ngày tháng bao nhiêu âu lo, ta vẫn mãi tin chung đến suốt đời. Nhờ Thiên Chúa chúc phúc cho tình yêu này. Tạ ơn Chúa đã chúc phúc mối tình ta suốt quãng đường dài. Đôi lần hờn dỗi vu vơ cũng chỉ là thứ thanh. Nguyện xin Chúa mãi thương yêu hai ta đến cùng. Lời ca kết ước bằng chứng tin yêu trong ân huệ Ngài ban. Ngày ta hạnh phúc tay đang trong tay, muôn hoa thắm đón ta đến với Ngài. Ta nhìn nhau hứa trọn đời cùng nhau ta sánh vai, dù cho ngày tháng bao nhiêu âu lo, suốt đời. Nhờ Thiên Chúa chúc phúc cho tình yêu này. Ngày ta hạnh phúc tay đang trong tay, muôn hoa thắm đón ta đến với Ngài. Ta nhìn nhau hứa cho đời cùng nhau ta sánh vai, dù cho ngày tháng bao nhiêu lo, chung đến suốt đời. Nhờ Thiên Chúa chúc phúc cho tình yêu này. Nhờ Thiên Chúa chúc phúc cho tình yêu này.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ. Kính thưa hai bên gia đình. Đặc biệt hai bạn trẻ là anh Giuse Lại Xuân Hòa và chị Maria Nguyễn Thị Ngân rất thân mến. Hôm nay cộng đoàn chúng ta hân hoan đón nhận hai anh chị đến giữa cộng đoàn và những người thân để trân trọng nói nên lời cam kết thành hôn, lời giao ước nên duyên vợ chồng trong một cử hành phụng vụ đặc biệt, đó là do chính Đức Kitô đã thiết lập và thánh hóa lứa đôi để từ đó nâng lên trở thành bí tích. Sự hiện diện của cộng đoàn hôm nay, có lẽ đó điều này nói lên sự lòng yêu mến và nguyện chúc cho anh chị hôm nay chính thức bước vào đời sống hôn nhân một cách chính thức. Chia sẻ niềm vui trong ngày thành hôn của anh chị, không gì quý hơn là chúng ta cùng với đôi bạn này, cùng với những người thân yêu hiệp dâng thánh lễ để cầu nguyện, đồng thời tạ ơn Chúa vì cho họ đã nhận ra nhau một nửa đời mình đã tìm thấy. Trong tâm tình đó, giờ đây chúng ta cùng hãy hân hoan bước vào thánh lễ. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Và bình an dưới thế cho
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nhậm lời chúng con khẩn nguyện và đói thương tuôn đổ ơn Chúa trên các tôi tớ Chúa đây là anh Giuse Lại Xuân Hào và chị Maria Nguyễn Thị Ngân, để khi được kết hợp với nhau trước bàn thờ Chúa, họ được bền vững trong tình thương yêu nhau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Bài trích sách Sáng Thế. Thiên Chúa phán: chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta, để con người làm bá chủ cá biển, chim trời, gia súc, dã thú, tất cả mặt đất và mọi giống vật bò dưới đất. Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình. Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa. Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ. Thiên Chúa ban phúc lành cho họ và Thiên Chúa phán với họ: hãy sinh sôi lầy lở thật nhiều, cho đầy mặt đất và thống trị mặt đất. Hãy làm bá chủ cá biển, chim trời và mọi giống vật bò trên mặt đất. Thiên Chúa thấy mọi sự người đã làm ra quả là rất tốt đẹp. Đó là lời Chúa. Sợ Chúa luôn, đường lối Chúa chính trực bền tâm dõi bước, nhiều công sức nay người được hướng thanh nhàn, ngàn muôn phúc lộc hạnh phúc dâng tràn. Nguyện xin Chúa chín thơm ngọt trổ nhiều trái tươi, là hiền thế dịu dàng ở trong gia thất. Cành ô liu đâm nhiều chồi búp lon đẹp, là con cái bạn đầm ấm sum vầy. Xin Chúa chúc phúc cho đoàn con đến mãi ngày trong đời sống chúng con. Ngàn ơn phúc xuống cho người sợ Chúa luôn, từ Si-on Chúa thương tình luôn chúc phúc. Lạy Gia Liêm huy hoàng chủ phú hưng thịnh, hồng ân ngút ngàn của Chúa ban tặng. Nguyện xin Chúa chúc phúc cho đoàn con đến mãi ngày trong đời sống chúng bạn sẽ thấy cháu con đầy đàn xung quanh, lòng hân hoan gia đình thật
bao êm ấm. Nguyện xin Chúa ban ơn lành xuống dư đầy, bình an Chúa Trời trùng kín dân Ngài. Nguyện xin Chúa đồ gửi tín hữu Philippe. Thưa anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại, vui lên anh em, sao cho mọi người thấy anh em sống hiền hòa rộng rãi. Chúa đã gần đến, anh em đừng lo lắng gì cả. Nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn mà giải bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện. Và bình an của Thiên Chúa là bình an vượt lên trên mọi hiểu biết, sẽ giữ cho lòng trí anh em được kết hợp với Đức Kitô Giêsu. Ngoài ra, thưa anh em, những gì là chân thật cao quý, những gì là chính trực tinh tuyền, những gì là đáng mến và đem lại danh thơm tiếng tốt, những gì là đức hạnh đáng khen, thì xin anh em hãy để ý. Những gì anh em đã học hỏi, đã lãnh nhận, đã nghe, đã thấy ở nơi tôi, thì hãy đem ra thực hành, và Thiên Chúa là nguồn bình an sẽ ở với anh em. Đó là lời Chúa. Amen, Chúa. Cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy có tiệc cưới tại Cana miền Galilê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giêsu. Đức Giêsu và các môn đệ cũng được mời tham dự. Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giêsu nói với người: họ hết rượu rồi. Đức Giêsu đáp: thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến. Thân mẫu người nói với gia nhân: người bảo gì các anh cứ việc làm theo. Ở đó có đặt 6 chum đá dùng vào việc thanh tẩy theo thói tục người Do Thái. Mỗi chum chứa được khoảng 80 hoặc 120 lít nước. Đức Giêsu bảo họ: các anh đổ đầy nước vào chum đi. Và họ đổ đầy tới miệng. Rồi người nói với họ: bây giờ các anh múc và đem cho ông quản tiệc. Họ liền đem cho ông. Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hóa thành rượu, mà không biết rượu từ đâu ra, còn gia nhân đã múc nước thì biết. Ông mới gọi tân lang lại và nói: ai cũng thiết rượu ngon trước, và khi khách đã ngà ngà mới đãi rượu soàng hơn. Còn anh lại giữ rượu ngon mãi cho đến bây giờ. Đức Giêsu đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Cana miền Galilê và bày tỏ vinh quang của người. Các môn đệ đã tin vào người. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa.
Trước tiên con xin lỗi cộng đoàn. Tự nhiên sáng ra ngủ dậy cái tự nhiên cái tiếng nó không được còn tốt cho lắm. Mình nghĩ chết rồi, hôm nay lại là ngày lễ cưới. Mới suy đi nghĩ lại, tại sao vậy? Có phải ý Chúa hay không? Hay do lỗi chúng ta? Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, đặc biệt hai bạn trẻ, anh Du Xe Hào và chị Maria Ngân rất thân mến. Thú thật, tôi rất ngại giảng lễ cưới. Rất ngại. Tại sao? Đơn giản vì tôi không hề có kinh nghiệm về đời sống hôn nhân. Không có kinh nghiệm. Không có kinh nghiệm làm sao mà giảng được. Mà cũng may là tôi không có kinh nghiệm về đời sống hôn nhân. Nếu có thì thật là nguy hiểm đúng không ạ? Tuy nhiên, không có kinh nghiệm về đời sống hôn nhân, các cha cũng có bổn phận phải chia sẻ cho các anh, các chị và quý ông bà và anh chị em những nguyên tắc, những hướng dẫn đời sống hôn nhân theo giáo huấn và kinh thánh của giáo hội. Vì vậy hôm nay, khi mà soạn bài hôn phối hôm nay, tôi lược qua các trang mạng xem ngày nay giới trẻ bước vào đời sống hôn nhân họ nói gì, thì có một cái tiếp đề rất hay, đó là các bạn ngày nay và các cụ cho rằng tình yêu vốn mù quáng. Tình yêu vốn mù quáng. Chúng ta xem có phải không? Có chị A lấy anh B, có một câu chuyện thực trên mạng. Gia đình hết sức ngăn cản. Không được đâu con ạ. Thứ nhất là nó không có đạo. Thứ hai là nhà con một phải nối dõi tông đường hương quả. Thứ ba là ăn chơi trác táng, rượu chè cờ bạc, xăm hình xăm thú đầy trên mình. Không được con, đừng lấy con, đừng lấy. Nhưng chị này quyết tâm, con vẫn yêu anh đấy. Mặc dù anh ấy như thế nào, con tin rằng sau khi lấy về, tình yêu con đã sẽ hoán cải được anh. Nếu bố mẹ, ông bà, các bố cô, các bác không cho con lấy, con sẽ đập đầu vào gối tự tử chết. Đằng mọi cách phải lấy được. Thế rồi cho lấy. Một thời gian sau, có lẽ không hóa cải được, rồi dẫn đến ly dị. Lúc đấy bố mới hỏi rằng, đã sáng mắt chưa con? Vì vậy, cho hỏi một vấn đề, tình yêu có phải vốn mù quáng hay không? Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, chúng ta hãy lắng nghe. Thực sự, tình yêu vốn không hề mù quáng, nhưng chỉ có những người yêu nhau mù quáng mà thôi. Tại sao họ lại mù quáng khi yêu nhau? Thử đặt câu hỏi, ở đây đa số ai cũng có kinh nghiệm về đời sống hôn nhân gia đình. Tại sao tình yêu lại, những người yêu nhau lại mù quáng? Hóa ra có sự mù quáng trong tình yêu. Người ta đưa một cái thống kê, ở đây các anh, các chị, nhất là quý cụ, quý ông, quý bà và anh chị em, khi hôn nhau thường thường chúng ta mở mắt hay nhắm mắt? Các chị, các đoàn, nhắm hay mở? Tại vì nhắm cho nên bị mù quáng. Các cụ biết là có kinh nghiệm như thế nào? Hôn nhau mở mắt hay nhắm mắt? Bởi vì nhắm mắt cho nên mù, bởi vì sợ mở rắc nhìn thấy người đối diện đáng sợ quá cho nên phải nhắm. Người ta làm thống kê cho các cặp yêu nhau và hôn nhau, và là họ làm một cái thống kê. Người dài nhất và đặt kỷ lục nhất là có một nụ hôn dài nhất không hề mở mắt là 58 tiếng đồng hồ, 53 phút và 58 giây. Đặt kỷ lục.
Mà tôi không hiểu, không biết họ hôn như thế thì không biết một ngày có 24 tiếng thì không biết hôn như thế nào. Đây là cách họ đưa ra và họ đã có giải thưởng công nhận của thế giới. Và họ đưa ra một kết luận chung: mọi người khi yêu nhau và nhất là khi họ trao cho những nụ hôn là họ đều nhắm mắt. Cho nên cứ mới gọi là mù quáng, những người mù quáng trong tình yêu. Chỉ giống như người yêu nhau họ mù quáng. Bởi vì không nhìn thấy. Khi yêu nhau thì chúng ta thấy khi yêu nhau cái gì của anh đấy cũng đẹp ấy. Anh hút thuốc lào, mùi thuốc thơm lắm. Anh nghiện rượu, đó là cái chất làm cho hoan hỷ lòng người. Tuyệt. Anh đánh bài, anh làm như vậy làm cho trí não không bị tê liệt. Anh chơi số đề, đó là anh tập tính toán con số để sau này làm việc cho gia đình cộng tiền tốt hơn. Khi yêu nhau người ta làm như vậy đấy. Người ta tìm đủ mọi cách để biện minh cho người mình yêu. Chứ bản chất tình yêu vốn không mù quáng. Cho nên tôi vẫn chia sẻ với các bạn trẻ. Bởi sao Thiên Chúa yêu con người đến nỗi mù quáng? Mặc dù con người tội lỗi đến đâu, Ngài vẫn yêu. Cho nên có ba loại tình yêu, xem quý cụ, quý ông bà và anh chị em, đặc biệt anh Du Xe, Hào và chị Maria Ngân, xem mình nằm trong nào. Tình yêu thứ nhất là tình yêu vì vì anh quá đẹp trai, tôi lấy anh. Vì nhà bố anh làm, nhà mặt phố bố làm to, tôi lấy anh. Vì anh cho tôi làm một chức vị trong công ty, anh giám đốc, tôi phó giám đốc, nên tôi lấy anh. Vì anh nâng đỡ gia đình tôi khỏi sự thất bại, phá sản trong cuộc sống, tôi lấy anh. Vì em đẹp, tôi lấy anh, vậy lấy em. Vì gia đình em có điều kiện, tôi lấy em. Một tình yêu dựa trên này, nền tảng đó là điều kiện. Vì đó là một tình yêu thứ nhất. Tình yêu thứ hai là một tình yêu nếu. Nếu anh giúp tôi có công ăn việc làm tốt, tôi sẽ lấy anh. Nếu anh cao hơn một tí, tôi sẽ lấy anh. Nếu anh thay đổi tính nết, tôi sẽ lấy anh. Một tình yêu cũng đặt trên nền tảng trao đổi điều kiện. Nếu không được thì không yêu. Mà có đến với nhau cũng chỉ vì ép buộc. Đó là hai loại tình yêu không bền vững. Nhưng tình yêu thứ ba đó là tình yêu gì? Đó là tình yêu mặc dầu, hay là chúng ta gọi mặc dù. Mặc dù anh như thế nào tôi vẫn yêu anh. Có những câu chuyện trên mạng rất cảm động. Hai người bạn trẻ yêu nhau, rồi một thời gian sau phát hiện anh đó. Mới hôm qua tôi xem một cái sóng sự, một chàng sinh viên rất giỏi phát hiện bệnh xương thủy tinh, bại hết hai tay hai chân. Ấy vậy mà một cô bé cũng học đại học xong, họ yêu nhau từ bước đầu vào năm nhất đến khi đi ra làm. Người ta đến phỏng vấn: tại sao anh bị như vậy, chắc chắn sẽ không có cơ hội, tại sao chị vẫn yêu anh? Tôi yêu anh ấy bởi vì anh ấy chính là anh. Cho dù anh không còn được như xưa, mặc dù anh như thế nào tôi vẫn yêu anh. Mặc dù em như thế nào, anh vẫn yêu em. Một tình yêu đó hầu như dường như khó tìm được nơi mỗi người chúng ta, nơi con người bản chất mỏng giòn yếu đuối. Tình yêu đó chỉ tìm được thấy nơi Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Mặc dù Thiên Chúa là Cha, tất cả mọi việc, mọi của cải thế gian đều của người. Ngài đến nhà của người, người nhà của người không tiếp đón nhận người mà còn bế người lên thập giá, đóng đinh người trên đó. Đến bây giờ người vẫn chưa xuống được. Người vẫn nằm trên cây thập giá đó. Để rồi mỗi khi chúng ta phạm tội, chúng ta lại thêm một dấu đanh đóng vào chân và tay người.
Mặc dù chúng ta sa ngã 5 lần 7 lượt, sa đi ngã lên, sưng rồi lại ngã, ngã rồi lại sưng, nhưng Chúa vẫn yêu. Mặc dù con người như thế nào, Ngài vẫn yêu. Đó là mẫu gương tình yêu mặc dầu. Tuy nhiên hôm nay chia sẻ bài hôm nay, chúng ta thấy nhiều người bạn trẻ này nay nói tình yêu mù quáng. Chúng ta thấy có những đôi các ông các cụ 25 năm 50 năm, họ có những lúc mà trong gia đình có những lúc lời to tiếng nhỏ, có chứ làm sao có chuyện cứ bình yên suốt cả cuộc đời được. Nhưng mà sao đến hôm nay họ, các cụ vẫn hạnh phúc như vậy? Vì vậy không phải tình yêu vốn mù quáng, tình yêu nó đẹp lắm. Chỉ những người yêu nhau, yêu nhau khi yêu nhau bất chấp tất cả, không sử dụng lý trí, không nghe lời dạy dỗ, thì đó mới thực sự là mù quáng. Cho nên bởi đâu mà các cụ hôm nay vẫn hạnh phúc như vậy? Bởi vì người ta, các cụ có câu: một sự nhịn bằng 9 sự lành. Và hơn nữa, bài tin mừng hôm nay chúng ta vừa nghe, bởi vì trong gia đình các cụ, các ông, các bà ngày nay vẫn hạnh phúc bởi vì có Chúa đồng hành. Những gia đình hôm nay mà thiếu sự bình an và hạnh phúc, chúng ta phải xem lại, bởi vì chúng ta thiếu Chúa, thiếu sự hiện diện của Đức Mẹ Maria. Hôm nay trong tiệc cưới mẹ cũng được mời, mẹ đã cứu đôi tân hôn một bàn thua trông thấy. Đối với luật Do Thái, nếu mà cưới mà hết rượu nửa chừng là một nỗi bất hạnh, là một sỉ nhục cho đôi hôn nhân. Nhưng mẹ, có mẹ thật may cho đôi tân hôn hôm đấy được mời mẹ đến ở trong cái bữa tiệc đấy, mẹ đã cứu đôi tân hôn đấy. Vậy hôm nay để bước vào đời sống hôn nhân gia đình, anh Du Xe Hào và chị Maria Ngân, chúng ta hãy ngay từ đầu hãy mời Chúa đến ở trong gia đình nhà mình, hãy mời mẹ đến ở trong gia đình nhà là mình, chắc chắn. Tuy nhiên có những lúc mà cuộc sống có những tiếng cãi vã, nhưng chúng ta ý thức được có mẹ, có Chúa đồng hành thì cuộc sống gia đình sẽ hạnh phúc và bình yên. Và có lẽ đó cũng là ước nguyện của tất cả mọi người đang ngồi trong ngôi thánh đường hôm nay, nhất là của bậc làm cha làm mẹ, hai bên gia đình đều mong ước cho hai bạn điều đấy. Tuy nhiên hôm nay các bạn đến với nhau trong sự tự do. Tự do đó, giờ đây các bạn hãy đứng lên và nói lên lời ưng thuận đó trước mặt Chúa và trước mặt Hội Thánh. Sự hiện diện của cộng đoàn hôm nay sẽ là dấu chứng và là lời cầu chúc cho các bạn hôm nay. Giờ đây xin mời hai bạn bước ra, hãy nói lên lời ưng thuận và tự do của mình. Anh chị rất thân mến, anh chị cùng nhau đến nhà thờ để ý muốn kết hôn của anh chị được Chúa củng cố bằng một dấu ấn linh thánh. Trước mặt thừa tác viên của Hội Thánh và cộng đoàn, Đức Kitô giang rộng tay ban phúc lành cho tình yêu phu phụ của anh chị và dùng bí tích đặc biệt mà làm cho anh chị nên phong phú và vững mạnh, để anh chị mãi mãi chung thủy với nhau và đảm nhận những trách nhiệm khác của hôn nhân như chính người đã dùng bí tích thánh tẩy mà thánh hiến anh chị. Bởi vậy, trước mặt Hội Thánh, tôi hỏi anh chị về ý định của anh chị. Anh Du Xe Lại Xuân Hào và chị Maria Nguyễn Thị Ngân, anh chị đến đây để kết hôn với nhau, anh chị có bị ép buộc không? Thưa cha, con không ạ. Thưa cha, con không ạ. Anh chị có hoàn toàn tự ý và tự do không? Thưa cha, con có. Thưa cha, con có. Khi chọn đời sống hôn nhân, anh chị có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không? Thưa cha, con có. Thưa cha, con có.
Anh chị có sẵn sàng yêu thương và đón nhận con cái Chúa sẽ ban và giáo dục chúng theo luật Đức Kitô và Hội Thánh không? Thưa cha con có. Thưa cha con có. Quay mặt vào nhau. Vậy, bởi vì anh chị đã quyết định thiết lập một giao ước hôn nhân thánh thiện, anh chị hãy nắm lấy tay nhau và nói lên sự ưng thuận của anh chị trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh. Anh là Giuse Nại Văn Hào, xin nhận em Maria Nguyễn Thị Ngân làm vợ. Anh hứa giữ lòng trung thủy với em khi thì vượng cũng lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh. Em là Maria Nguyễn Thị Ngân, xin nhận anh Giuse Lại Xuân Hào làm chồng của em và hứa sẽ giữ lòng trung thành với anh khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em. Xin Chúa tỏ lòng nhân hậu chuẩn y sự ưng thuận của anh chị vừa tỏ bày trước mặt Hội Thánh, và xin Chúa tôn đổ phúc lành của Ngài trên anh chị. Sự gì Thiên Chúa kết hợp, loài người không được phân ly. Nào ta chúc tụng Chúa. Xin Chúa ban phúc lành cho những chiếc nhẫn này mà các con sắp trao cho nhau làm dấu chỉ tình yêu và lòng trung thủy. Amen. Em Maria Nguyễn Thị Ngân, xin em hãy nhận chữ nhẫn này làm dấu chỉ tình yêu và lòng trung thủy của anh, Linh Cha và con và Thánh Thần. Anh Giuse Lại Xuân Hào, xin anh hãy nhận chữ nhẫn này làm dấu chỉ tình yêu và lòng trung thành của em, Linh Cha và con và Thánh Thần. Amen. Thế là mọi sự đã hoàn tất, cả đoàn thuộc lòng câu này rồi. Từ nay anh chị đã chính thức bước vào đời sống hôn nhân. Nguyện chúc cho anh chị mãi mãi trung thành với nhau như lời mà chính anh chị đã nói lên sự tự do và ưng thuận đấy. Xin cộng đoàn chúng ta nổ một tràng pháo tay để chúc mừng cho hai anh chị cùng với bên hai bên gia đình. Anh chị em thân mến, nhớ tới hồng ân đặc biệt của ân sủng và tình thương mà Thiên Chúa đã đoái thương kiện toàn và thánh hóa mối tình của anh chị em chúng ta đây là anh Giuse Hào và chị Maria Ngân. Chúng ta hãy ký thác những anh chị này cho Chúa. Vì Hội Thánh là hiền thê yêu quý của Chúa Kitô, chúng ta hãy cầu xin Chúa luôn thánh hóa giữ gìn Hội Thánh, luôn trong trắng tinh tuyền, xứng với sứ mạo của mình. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con cầu. Vì yêu thương thế gian, Chúa Kitô đã chia sẻ cuộc sống của con người. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho các dân tộc được vui sống trong tình bác ái huynh đệ và nỗ lực thể hiện tinh thần tương trợ lẫn nhau. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con cầu cùng Chúa. Vì đời sống gia đình tại trần gian luôn pha lẫn vui buồn, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho anh chị em đã thành hôn hôm nay biết luôn ý thức lời kê ước của mình để sống chung tín với Chúa và với nhau. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu cùng Chúa. Vì vai trò cao quý của gia đình, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho mỗi gia đình trong giáo xứ
luôn thể hiện nơi tổ ấm của mình một cộng đồng đầy lòng tin, chuyên cần cầu nguyện và góp và làm chứng cho Chúa bằng đời sống bác ái tông đồ. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con. Lạy Chúa, xin tỏ lòng nhân hậu mà ban thánh thần tình yêu của Chúa xuống trên anh Giuse Lại Xuân Hào và chị Maria Nguyễn Thị Ngân để họ nên tâm đầu ý hợp, khiến không gì có thể gây sầu muộn cho những người Chúa đã ban dư tràn phúc lành. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Lạy Chúa, xin thương chấp nhận của lễ chúng con hân hoan dâng lên Chúa. Xin lấy tình yêu phụ tử mà gìn giữ những người Chúa đã liên kết bằng giao ước bí tích. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa đã muốn nâng con người được tạo thành do ân ban của lòng từ ái Chúa lên địa vị cao sang dường ấy, để Chúa lưu lại hình ảnh chân thực của tình yêu Chúa nơi đời sống chung của người nam và người nữ. Chúa đã tạo dựng con người vì tình yêu, Chúa vẫn không ngừng kêu gọi họ sống luật tình yêu để được Chúa cho thông phần vào tình yêu vĩnh cửu của Chúa. Chính nhờ mầu nhiệm hôn nhân thánh thiện của họ, khi trở thành dấu chỉ tình yêu của Chúa, sẽ thánh hiến tình yêu nhân loại nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Nhờ Người cùng với các thiên thần và toàn thể các thánh, chúng con ca hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là Đấng Thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận chức tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con, khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám mục Giuse chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Lạy Chúa, xin cũng nhớ đến anh Giuse Lại Xuân Hào và chị Maria Nguyễn Thị Ngân mà Chúa đã dẫn đưa tới người ngày thành hôn. Nhờ ơn Chúa, xin cho anh chị được bền vững trong tình yêu thương nhau và được sống bình an. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa.
Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa. Nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Anh chị em rất thân mến, chúng ta tha thiết kêu cầu phúc lành của Chúa xuống trên anh chị. Xin chính Chúa ban ơn trợ giúp phù trì những người Chúa đã làm cho nên phong phú nhờ bí tích hôn phối. Lạy Cha Chí Thánh đứng tạo thành toàn thể thế giới, Cha đã dựng nên người nam và người nữ giống hình ảnh Cha và đã muốn cho cộng đoàn của họ được tràn đầy phúc lành của Cha. Chúng con khiêm tốn nài xin cho tôi tớ Cha đây hôm nay được liên kết với nhau nhờ bí tích hôn phối. Lạy Chúa, xin tuôn đổ chân hòa phúc lành của Chúa xuống trên chị Maria Nguyễn Thị Ngân và bạn trăm năm của chị là anh Giuse Lại Xuân Hào. Xin Chúa dùng quyền lực Thánh Thần của Chúa từ trên cao đốt nóng tâm hồn anh chị, để khi vui hưởng sự trao hiến cho nhau trong hôn nhân, anh chị biết dùng con cái điểm tô cho gia đình và làm cho hội thánh được nên phong phú. Lạy Chúa, xin cho anh chị biết ngợi khen Chúa khi vui tìm đến Chúa lúc buồn, khi lao nhọc được vui mừng vì có Chúa hiện diện phù trì, lúc ngặt nghèo cảm thấy Chúa gần bên xoa dịu. Xin cho anh chị biết cầu nguyện nơi cộng đoàn thánh thiện và làm chứng cho Chúa nơi trần gian, để sau khi được cùng với đông đảo bạn bè bao quanh vui hưởng tuổi già diễm phúc, anh chị được đạt tới nước trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây chiên Thiên Chúa để đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Nhà con nhân xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ. Xin mình và máu Thánh Chúa Kitô gìn giữ con cho con được sống muôn đời.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, được tham dự bàn tiệc của Chúa, chúng con nài xin Chúa cho những người đã kết hợp với nhau bằng bí tích hôn phối, biết luôn gắn bó với Chúa và rao truyền danh Chúa cho mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa là Cha hằng hữu gìn giữ các con hòa thuận yêu thương nhau, để bình an của Đức Kitô ở cùng các con và mãi lưu lại trong nhà các con. Xin cho các con được hưởng phúc lành nơi con cái, được bạn bè nâng đỡ và thực sự hòa hợp với mọi người. Xin cho các con nên nhân chứng tình yêu của Chúa nơi thế gian, để những người đau khổ đói nghèo nhìn thấy các con nhân hậu, ngày kia sẽ biết ơn mà đón tiếp các con vào lâu đài vĩnh cửu của Chúa. Và xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em đang hiện diện nơi đây. Một lần nữa xin chúc mừng hai gia đình đặc biệt, ông Giuse Lại Văn Phùng và bà Maria Nguyễn Thị Gửi. Hôm nay đã có một người con dâu ngoan hiền là chị Maria Nguyễn Thị Ngân. Và ông Giuse Nguyễn Văn Họa và bà Maria Đào Thị Thúy có một người con rể biết chăm lo cho gia đình, biết lo lắng cho gia đình hai bên. Điều này đòi hỏi hai đôi bạn trẻ, hai bạn phải sống như thế nào để nói lên điều đấy. Hãy cố gắng, hãy coi bố mẹ chồng cũng như bố mẹ ruột của mình. Và anh Giuse cũng ngược lại như vậy. Có như thế, gia đình sẽ mãi mãi hạnh phúc. Có lẽ trong ngôi thánh đường hôm nay, hoa rất đẹp, rất đông cộng đoàn hiện diện để cầu nguyện cho hai bạn, để hai bạn từ đây chính thức bước vào đời sống hôn nhân. Tuy nhiên, để được hạnh phúc, các bạn hãy cố gắng, hãy biết dẹp bỏ những cái tôi, những cái ý riêng, để rồi chúng ta tìm được điểm chung. Có như thế, hành trình của các bạn đời sống hôn nhân mới mãi mãi hạnh phúc. Một lần nữa xin được chúc mừng cho hai bên gia đình cùng với hai bạn trẻ hôm nay đã chính thức thành hôn với nhau, trở thành một gia đình kiểu mẫu theo gia đình Thánh Nazareth năm xưa. Xin cộng đoàn chúng ta một nồng tràng pháo tay để chúc mừng.
mà tôi nghĩ là hôm nay là người hạnh phúc nhất, gọi là khoái nhất là biết ai không? Biết ai không? Là ông Khoái. Một năm được hai người, một người con và một người cháu, được gọi là, nếu mà xã hội ngày nay nó gọi thoát bệnh gì biết không ạ? Bệnh ế, đúng không? Tuy nhiên không phải vậy. Chúng ta, bởi vì chúng ta chưa tìm được đối tượng thôi, tìm được đối tượng là chúng ta cảm thấy hạnh phúc. Một lần nữa xin được kính chúc tất cả mọi người qua tham dự thánh lễ hôn phối hôm nay, chúng ta hãy xứng đáng là một gia đình làm gương mẫu cho những đôi bạn trẻ hôm nay bước vào đời sống. Lễ xong, cho anh chị em đi bình an. Tay đan tay nhịp bước
xin yêu thương hạnh phúc đến cho người. Người em anh yêu, người em anh mến. Mẹ ơi trông đến như chim kia nhịp cánh trên mây ngàn, đôi tim con hòa khúc hát huy hoàng. Trọn đời yêu nhau dù bao gian khó, có mẹ đừng lo. Mai sau đây gặp lúc phải âu sầu, xin cho con đừng thế dễ quên lời. Lời thề hôm xưa cùng người yêu dấu, tình thương tha thứ. Hay khi nào hạnh phúc đến dâng đầy, xin cho con đừng thế dễ quên lời. Lời ca tri ân nhờ mẹ thương đến chở che đời con.